Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi về kết quả kiểm tra thực địa ở khu lấy vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Theo kết luận, các đơn vị thi công đã có những sai phạm khi thực hiện dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất. Sai phạm được đánh giá là nghiêm trọng. Cụ thể, các đơn vị thu hồi đất đã thực hiện ra ngoài dự án cho phép cải tạo thu hồi đất thi công vượt cốt, tạo vách đứng không đúng phương án được chấp thuận do đó, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo, không để phát sinh sai phạm. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 12 tháng 8, từ cao tốc nhìn vào, bên phải quả đồi đã được sang bằng, tuy nhiên phần bên trái vẫn còn vách đất thẳng đứng khá cao. ở phía trong, các phương tiện đang hạ thấp độ cao. nhìn từ trên cao, quả đồi bị mút ở giữa tạo thành hình lồng chảo, các vách đất bên ngoài khá thoải, được phủ kín cây xanh. ở phía trước quả đồi, công nhân đang thi công đường gom song song cao tốc trao đổi với tuổi trẻ online, đại diện liên danh Vinaconex Trung Chính cho biết hiện đơn vị đang khắc phục các thiếu sót tại dự án đồi Bình Minh. Đến nay, trong phạm vi dưới cốt đã được sang phẳng, một mũi khác đang hạ vách đứng phía bên trên. Ngoài ra, đơn vị cũng đang thương thảo với khoảng 6 hộ dân ở vách cao nhất, bên trái, từ cao tốt nhìn vào. Cũng theo vị đại diện này, phần vách đất còn lại khá mỏng, khối lượng đất không nhiều. Nếu làm nhanh, hạ trong khoảng 4-5 ngày là xong.